Ủa tại sao lại không nhỉ? Em không thể để bọn nó coi thường em mãi được anh. Ở thì đó, mà phù thủy nha, ở bên ngoài nghĩa địa nha. Người ta gọi là muốn được công nhận đấy anh ơi. Đi ra từng đội một. Thì đó, á, à, thôi chết rồi, chết rồi. Em, nói sao ta, anh thích những người quan tâm anh công nhận hơn là những người là công nhận. Em hiểu không? Không, em muốn công... không thật xa thì tham vọng của em khá là lớn. Em kiểu là sao ta? Không là thôi, anh được quan tâm. Có hiểu là em muốn leo thôi là được. Ủa, what the fuck? Chết, bà. Xin lỗi, lỡ tay. Không bị tức hợp nhạc. Còn máy anh ở giữa map hay máy có vũ công đấy? Vũ công á. Thôi đi cover luôn. Cover luôn đi chị ở giữa nhà này. Thôi, thôi đập mạnh được chết rồi. Thầm giữa nhà đó chị. Cô. Ờ kìa. Hay chị lại lượm cái ống? Chị bị lựa mà. Nó tới, chị chạy đi, nó tới rồi. Rồi. Đi quick map, đi quick ạ. Ai biết, được mà. Ê, đừng chạy qua máy, có chi chứ. Không, kệ thôi. Oh, nó tới. Em đánh làm gì, nó phải chạy lại mà. Em bỏ của chạy lấy người đây, chị đừng đi theo em. Nó với em á chị rồi, à không với chị ra. Em bỏ của chạy lấy người đây. Ui dồi. Ui, ơ, con này ở đâu vậy? Ủa, con kia của chị hả? Ơ, con kia của chị. À, quên mất nhở. Ơ, chỉ tưởng nó vừa ký sinh lên em. Ôi dồi, nó ba con liền. Nó ba con liền, ôi nhiều quá. Nãy chị búp cú mà nó đánh trượt tức á. Cái lúc mà đầu trận ấy, nó chuyển sang con để chị búp cú luôn, nó đánh trượt tức á. Hay là nó bết ta. Ủa sao tim em đập rồi? Nó phá hết tường rồi. Ngon. Trời đánh trượt tí thì với ông Kaido là với trò mà em thằng gieo làm ở trên cộng đồng ấy. Trò gì? Gục xong ở đây này, gục xong đầy tường như bóng. Mãi mặn. Đỡ vào Linh. Linh rồi chị ơi. Gỡ hả chị? Đang gỡ. Mình chưa được bao nhiêu hết ạ. Để em gỡ. Ok xong rồi hết rồi. Ơi. Ủa con này không phải của chị hả? Con gỡ nó chỉ bên cạnh. Khổ quá. Con này là con chủ thể đấy. Ủa, tên sốc à? Vừa linh. Ông mới ăn tên rồi hả chị? Không, ăn hai hit em. Hai hit. Nhưng bây giờ nó hết ấn rồi, nên là phải ghi sinh lại. Nó vẫn có sinh được chị mà. Ừ, vẫn ghi sinh lại được mà. Rồi, con kia nó không đi cứu luôn. Máy kịp không ta? Ờ, em nghĩ là không. Một mày mới ướt luôn á. Không sao. Thế thì em vẫn phải cứu chị, rồi để Kaido cover tiếp, có vẻ ổn. Vẫn ổn. Ô, con Denso nó ở đâu? Denso nó đang ở nhìn nghĩa địa. Em ở nghĩa địa mà. Alo, Denso đang ở giữa nhà. Bà... Nó cứu. Rồi sao anh lại tự dậy vậy? Alo. Ôi trời ơi, em ơi, làm vậy là chết rồi. Không sao, cứu xong rồi. Ủa, cứu đi. Cứu bạn ơi, nó không có cam. Ôi dồi. Nó đánh vào con ký sinh của chị luôn em ơi. Không sao, giờ nó chỉ có một con. Ok, giờ chỉ có một con thôi là cover nè. Ơ, nó xách nhị mất rồi. Được, kịp. 139 thôi anh ơi. Kịp, hai đứa ở đây liền. Rồi, bỏ ra xíu chưa, rồi. Tại vì nó ấn á. Rồi, nhà chậm rồi. Bỏ tiếp. Rồi. Ôi. Con nó khuê quá. Hay quá. Ấn của em đúng không? Ấn của em. Ừ, thế được thì hay rồi. Trời ơi, cố tí nữa, 10 giây. Em theo luôn, theo luôn. Theo luôn, theo luôn. Trời ơi, mày 80. Được, con kia cũng được, con kia cũng được. Ờ, thôi bộ rồi. Đây, chị Hiu nó. Ủa bạn ơi. Cứu luôn. À, cứu luôn à?
Dưới hầm xuống hầm à? Thế hai đứa xuống hay sao? Thiệt đâu? Không không, cứu cứu được, cứu được, cứu được, cứu được. Nó chỉ có một ấn thôi, nó chỉ có một con đệ thôi, nó chỉ có một con đệ thôi. Ok. Rồi. Nó chỉ có một con đệ thôi. Nó phải ký sinh nè. Chị ra cổng. Con mộng phù thủy này mất ấn luôn, hay quá. Con mộng phù thủy này nó cái gì nhở? Cái gì ta quên mất rồi. Tham lam. Nhàn quá. Định nói cái gì quên mất rồi. Nãy định nói ra cái gì quên sau, mất rồi. Đi ra cổng sau. Cổng sau nè. Ủa, thôi ra cổng trước. À con mộng phù thủy nó đang ra đây. Cổng trước đấy sao? Chân cổng của chị đấy. Chuyển đi. Ok xong rồi. Hay quá. Nó ra không kịp rồi. Nó đi rồi. Đã tới đây nè. Ừ. Ủa không phải, con Dancer. Cổng sau, con để của ai á? Nó của ai đâu? À đi về rồi. Chết mẹ. Anh bị kẹt nút rồi. Caro ơi, ra được không em? Ok. Đầu hàng rồi. Nó bị lỗi lần cuối, nó không xách được chị lên là nó thua rồi. Sao cứ ra cổng xong gồng nó lại bị kẹt nút vậy ta? Hợp chết ở cái đi à chầm. Hợp chết xuống. Ok, để anh xuống đi. Rồi rồi, con Lucino đang đi về phía nhà nhỏ. Em biết là con này nó cầm nguyên cái bếp vô luôn non. Người ta gọi là đang trao dồn bản thân để lên S đấy, hiểu không? Em ơi, nó sẽ ra đây đấy, cẩn thận nha. Lôi ra cho chị Lan, cho chị làm video kìa. Không, chị không cai bếp được. Gì vậy? Sợ anh thấy chị Lan lôi qua rồi đó. Không phải lôi qua, nó đi một vòng từ đó sang thì nó đi đến đây, đúng rồi. Thay nó cho em ơi. Ây da, máy nổ. Ơ, nhảy rồi. Nó nhảy rồi. Nó nhảy đâu rồi? Ai rồi? Giữa map, nó đang ở giữa map. Nhảy rồi. Nó đang ở giữa map rồi. Chán rồi, đang muốn cai thử. Lại lo đầu ra cai đi. Thôi, tập kỹ đi anh cai mà. Cầm tập kỹ mà không cai được Lucino chết dùm. Chuyển mục tiêu. Rồi, xong. Đuổi chị rồi. Chuẩn bị chị ra cai năm mai. Ôi trời ơi. Quá nhiều cái tên nó xong trong một buổi tối. Ôi trời ơi. Lucino chính với giờ hả? Ủa chị tưởng nó phải nhảy qua cái tường nữa chứ sao nó nhảy qua phía bên này vậy mọi người? Quá nhiều tèm rô trong một buổi tối. Không phải. Ý là chị không phải nói gì nữa đâu, em hiểu mà. Chị không phải nói gì nữa đâu, em hiểu mà. Tèm rô vu. Ăn một hết rồi. Không phải, chị tưởng nó nhảy qua bên đây chị mới leo lại, ai ngờ. Rồi nhảy chưa rồi. Chơi ballet. Lời bán cho chị. Ôi ơi. Ôi trời ơi, móng sư. Anh ơi, ra hiệu em cái. Móng sư. Anh ơi, ra hiệu em cái, alo. Vãi cả móng sư. À, thấy rồi. Thôi kìa, tao đâu có khủng, tao đứng tìm gì thôi. Đây, đứng yên, anh yêu, qua đây. Ôi. Nó còn bờ linh nữa em ơi. Hãy hát cho em nghe. Tao buồn cười quá trời. Búp được con cú không phải một giây sao làm Patero cười vãi. Anh nói cái kim tim nó hát à. Nó nhảy đi rồi em ơi. Nhảy đâu ấy? Không, nó nhảy đi đâu ấy? Hello anh chị. Hello em, quên mất rồi mình. Có gì mà hai đứa đi cứu này. Chị ơi. Đây. Đó. Chị. Ôi rồi ôi. Kìa. Chị đâu? Ơi chị đây. Em sụt xuống 1 sao rồi. Sao vậy? Thua nhiều quá, tại người yêu em. Mày cứ nhường làm gì mà đánh thật đi. Mày nhường làm gì? Thật. Thắng đánh thật tự dưng nó không xin trận thắng thì em phải không? Quan trọng là em đánh em bị chửi thua. Em gạt cái ván đấy là chết chị rồi em ơi. Em đi BB chị bị gì chết. Né cái nhảy nè, né cái nhảy. Không né được. Người của em thì 10 sao rồi. Đứng như bà đấy, đứng như bà đấy. Ôi dồi ôi. Không sao, em chết rồi, thì chị mới chết lỡ. Rồi trượt rồi. Rồi trượt luôn. Mới được một nửa thôi.
Mới được một nửa thôi. Hay quá em ơi. Nhảy tại chỗ. B. Rồi, giờ thì em chết thì giờ chị chết chưa? Ờ. Không sao chị, em. Em ôi, đoạn này hết ván rồi. Ở trước vẫn ngoài cái ballet mà. Nó bắt nhảy rồi. Tập kỳ đang đi thăm ngàn. Chị ơi, chạy chèo lại cho cũ luôn chị. Em đang chạy tới đi. Cố lên. Chạy lại cho cũ đi, chạy lại cho cũ vô béo tường đi. Béo tường, béo tường, vô luôn, đi vô trong luôn, vô trong luôn, vô trong luôn. Đã khó chịu thật sự luôn đấy trời. Tức á. Chị bạn đôi nhà gỗ là chị sống. Đi đem. Ok. Đi bê bê chị này. Không nói là giải máy luôn hả? Ơ hiu 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 hiu. Mất dấu rồi, mất dấu. Chuyện này vui quá mọi người ơi. Tao dí con bác sĩ. Chuyện này vui dễ sợ luôn. Vui dễ sợ. Dí tập kỹ rồi nha. Ok, máy quậy đâu vậy? Đây, không có máy quậy, chị đập bài mới đây. Ok, đây. Ok, ok. Nhìn cô bác sĩ chạc bê bê lóc đường đứng hét có dịu vã. Tức á. Cười vãi. Ôi dồi, cười. Không sao bạn, mình chỉ bê bê cho bạn. Wow, bờ linh. Wow. Bờ linh luôn, đứa. Trận này hài ghê luôn, cười. Dạ, yeah, thôi. Rồi, là thành bao cát, em đi bê bê. Thì chết, đi hiêu máu đi. Chết mẹ đi với em luôn rồi. Từ từ, nó mà bỏ nó mà bỏ thì phải nói chị để chị bỏ máy nha, Cairo nha. Em thề với... Ê, bị nhảy chết kìa. Chị là con doctor đã khó chịu theo nhiều cách của nó luôn á. Phải để em đi cứu ông. Đúng rồi, em đi đi. Cái gì vậy? Ủa? Để game dễ quá mình ba. Game dễ quá hả? Nhỏ, thằng nhỏ cầm bóng lắc qua lắc lại cho bị trúng chứ. Phải ba mà chị. Xong. Xong rồi. Hay quá. Hết lừa. Rồi, giờ sao? Hát cho anh nghe. Chạy. Hát chạy tiếp. Đậu sao tao đang hát cho mày mà. Ôi, không có mắt đỏ. Doctor mà không bắt đầu thì thôi. Mở cống sau đi chị em, mở cống sau đi. Em đang mở. Hay là chị đi hít cứu nhá. Nãy gần được con cứu rồi. Cứu em. Ở đâu? Cộng sau mở rồi nè. Không được rồi. Thôi anh chết đi. Không sao, đâu có mắt đỏ đâu, cứu lần nữa được. Không, anh chết đi. Chị ra đây, chị ra. Chị có cứu. Thiệt Kero auto win, chị ơi, alo. Chị cũng nghĩ vậy á. Giết chị ra đi. Bà lít. Ok, giải được chị. Giải đi. Thầy có một người mở cổng trước cơ. Không có. Chị ơi, bê bê chị. Ôi bê bê cái gì tự nhiên đi. Bà cũng còn lần cuối cơ, bà lần cuối đó, lần cuối đó. Chưa. Hay quá chị ơi, ra mở cổng, phải có đứa ra mở cổng. Rồi, có cú. Bút luôn chị. Lucido à, nút đầu hàng ở phần cài đặt. Nút đầu hàng ở phần cài đặt bạn ơi. Cười xíu. Anh ơi, ra cổng đi. Xong cổng, ra thẳng cổng. Ôi, thắng rồi. Ôi dồi ôi. Đỡ thọc đặt ký một hit. Thọc đặt ký luôn rồi chị ơi. Ủa, mở nút cổng đi. Bê chị ra ngay cổng. Xong cổng chưa? Bê chị ra ngay cổng, xong rồi. Ok. Chị ơi, chị đứng mất tiêu. Không, heo. Heo chị luôn đi. Trời ơi, anh là doctor mà. Chị đang thấy chị đứng yên rồi yêu. Ôi, cái gì đấy? Thằng làm ký. Ủa, sao tật ký là tiệt luôn? Thằng làm ký là như thế trời ơi. Ông, nó nở máu mà anh. Đây, hiu chị. Đứng yên. Rồi. Nó cười thôi, nó bỏ ra cậu. Nó đang bỏ ra cậu rất là nghị lực. Bạn có ổn không? Ê, nó đấm em. Không sao. Sắp được một con cú nữa rồi. trượt rồi. Không đeo đâu là được nha. Rồi, xong luôn. Đi. Rồi.
đỡ 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 đỡ. Ơ chị đâu? Rồi 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 rồi. Hãy hát cho anh nhỉ. Hát nữa đi. Hát nữa đi. Trời ơi vui đi xỉu. Cười xỉu.